Chào các bạn. Hôm nay là mình nấu món cá hấp lá sen. Đây, trước mắt bạn là thấy cá mình đã bỏ trong ngọn lá sen để đây rồi đây. Món ăn này là món ăn của hoàng cung, nhưng mà mình là không phải người của hoàng cung mà mình cũng được ăn món cá hấp lá sen này. Là vì mình trồng sen. Mình muốn ăn là mình trồng một chậu sen thôi. Là sẽ có được nụ búp thì được ngắm nè, nụ nở được ngắm nè, hoa tàn thì còn cái gương cũng được ngắm nè, rồi rồi cái lá cũng cũng đẹp, nếu không có hoa thì cái lá sen cũng đẹp lắm, cũng được ngắm nè. Rồi mà cái sen á, cái lá sen cũng làm được nhiều chuyện, quay bánh nè, rồi cơm hấp lá sen nè, cá hấp lá sen nè, thơm lắm các bạn nè, mình đã làm nhiều lần rồi. Vậy là củ sen cũng được ăn nữa các bạn. Rồi cái gương sen á, với cái lá sen mình sắc đi rồi mình nấu nước làm trà cũng thơm lắm, uống cũng mát đó. Cái sen thì không bỏ cái gì trơn có vất cái cọng đó. Ở Việt Nam thì lấy cái cọng con làm sách làm giỏ làm thủ công nữa, chứ còn thì mình trồng ít ỏi thì mình làm được ăn được ngậm và lạ được uống là thôi thôi. Từ đây thì mình lại ngày ni thì mình lại làm cá hấp lá sen. Đây mình đã bẻ vô 2 nguồn lá. Rồi cá thì hôm nay mình hấp cái con cá lao đờ. Mình đã ướp sẵn tiêu muối hành gừng. Hấp cá mà muốn ngon giống ngoài nhà hàng là phải bỏ một chút dầu, và xì dầu á, là một xì dầu với một nước lạnh là mình bỏ lên trên cá mình hấp thì ngon, vì quá nhiều lần mình hấp là mình ăn mình thấy rất là ngon thì mình hấp rầy thôi. Nhưng mà hấp kiểu gì thì tùy các bạn, nhưng mà các bạn muốn ăn thì cũng trong một chậu sen giống như mình là có lá ăn thôi, đâu cần phải hoàng cung, mình trồng được sen là mình ăn thôi à, là được làm thôi à. Đó thế chứ mình bỏ sẵn rồi thì các bạn sẽ quay mình làm sao để mà hấp nha. Mình giới thiệu cho các bạn nè, dưới này á, là mình phải bỏ cái tô, là vì cái ngọn lá sen là có cái chấm đó, mình không thể để trên cái dĩa mà hấp được. Rồi chứ là mình phải quay bốn cái phía lá này vô, rồi mình dằn lại mình mới đem đi hấp được. Đây mình đã gọi lại rồi, lấy cái tô dăng lên trên vậy rồi là đi hấp, bỏ lên sừng hấp thôi. Mình đã bắt nước sôi sẵn rồi chứ mình bỏ lên. Đây đây là cá mình đã hấp xong. Mình mở ra coi thử nha. Wow, nóng quá. Wow, các bạn thấy hơi lên không? Hù hù luôn á. Đó. Ngày xưa thì nói là món ăn này là của người trong hoàng cung á. Mà chứ á, mình trồng sen là mình cũng nấu được, hấp được cả những món ăn của hoàng cung để phục vụ cho mình. Đó. Vì ngày xưa không ai trồng sen, chỉ trong cung đình ấy, ở mình người Huế là trong đó mới có sen. Hình như là nói sang lắm. Cơm hấp lá sen, cá hấp lá sen là để phục vụ cho vua. Nhưng mà chứ mình trồng được sen rồi thì mình cũng nấu được cái món của cung đình để phục vụ cho mình, phải không các bạn? Ngon chưa? Đó. Khi mà gọi lại hấp á, là cái cuộn sen nó còn giòn lắm, nó còn cứng, nên các bạn phải nhớ để trên cái tô để cho có bề sâu. Nó chưa ra thì mềm rồi, là bình thường mình bỏ ra cái dĩa thôi. Đó là món ăn hoàng cung của mình trên trên đi là đã xong rồi đó. Cá hấp lá sen, cá hấp gừng hành lá sen đó. Đây là phần cơm của mình thì ăn ít cơm mà cơm mình đẹp không. Cơm lá cẩm của mình đó, cái mình trồng rồi mình nấu nước mình nấu cơm mình ăn. Nếu các bạn thích á thì cũng trong trong nhà cũng một vài bụi sen để lấy lá đây, nấu món ăn cung đình phục vụ cho mình, phục vụ cho gia đình.
À, cả hấp lá sen, cơm hấp lá sen rồi lấy lá gói bánh cũng rất là ngon. Là phần ăn của mình mà ngày đi mình khoe là mình có đặc biệt hai bình bông, là ngày Vu Lan con gái, vậy là con đứa lớn nhất là con gái và đứa út là con trai, hai bình hai đứa tặng cho mình đây ngày Vu Lan. Hay chứ mình luôn tiền mình hấp cá mình để vô khoe thôi. Thì món ăn cung đình của mình hôm nay là cá hấp lá sen đó, cá phải lao đó. Nếu các bạn thích nấu những món cung đình để mà phục vụ cho mình thưởng thức, thì cũng trồng một bụi sen để làm được rất là nhiều món mà ăn đó. Đó là của mình làm xong rồi chứ mình ăn thôi. Nếu các bạn thích mình nấu những món trong vườn của mình, cắt liền, hái liền, nấu liền, rất là ngon, và cuộc sống giản dị để cho cái sức khỏe của người lớn tuổi cũng được tốt, thì quay tiếp đăng ký kênh để quay tiếp những món ăn tiếp theo mình nấu nha. Chào các bạn.